Đây con Samsung Note 9 bản mua ở Thế Giới Di Động, bản Việt Nam. Mình hôm nay test mình áp suất này. Đây. Hai email khác nhau, bản chính hãng nhé. Mình đang lắp một SIM. Rồi, ok. Sao thăng không? Sao thăng? Mình ngồi hôm mình mua ở Thế Giới Di Động mình test mấy con cũng thế, chứ không phải mỗi riêng con này. Cái phần áp suất nó không nhảy bao nhiêu, nó không như con Note 8 đổ về trước. Đây, đấy, mình di xuống này. 10.03 16 17 này, di xuống này. Đấy, nó chỉ lên được mấy số đằng sau thôi. Đằng trước gần như là không lên. Đằng sau mấy số, đằng sau nó chấm lên cũng rất ít này. Đấy. Note 8 thì cái số đằng trước dấu chấm cái nó nhảy mấy số cơ. Bọn này không nhảy số nhiều như thế. Nhưng mà mình cũng thử tét nước ngâm thoải mái, chả vấn đề gì. Bao nhiêu lần này tắm rửa cho nó tẹt ra. Không ảnh hưởng gì. Chưa thấy gì cả. Nhưng cho nên là mình cũng không 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 nghĩ là cái áp suất này nó phải nhảy nhiều là tốt đâu. Đây. Nhảy rất ít. Đây, bóp vào nó đi mạnh vào nó chỉ nhảy mấy số đằng sau, gần như là được 20 số đằng sau là cùng. Rồi, cảm ơn.